Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại những chiến công to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh trong chặng đường 75 năm qua. Theo đó, ngày 23 tháng 9 năm 1945, Tỉnh Bộ Việt Minh Đắk Lắk quyết định thành lập Ban Quân sự tỉnh Đắk Lắk, nòng cốt là Tiểu đoàn Giải phóng quân, lấy tên là Tiểu đoàn Nơ Trang Lơng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho sự ra đời, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dù trong mọi hoàn cảnh, trước mọi khó khăn, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn giữ vững phẩm chất cách mạng kiên trung, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk đã được Đảng, Nhà nước và quân đội đánh giá cao. Lực lượng vũ trang tỉnh vinh dự được Nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, biểu dương và chúc mừng những thành tích của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk trong suốt 75 năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ về truyền thống anh dũng, kiên cường của lực lượng vũ trang tỉnh, chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao chất lượng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn với xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, củng cố giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, luôn xứng đáng với truyền thống, tuyệt đối trung thành, kiên cường dũng cảm, đoàn kết sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng. Dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao huy chương quân kỳ quyết thắng cho một cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng cho 21 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích trong đợt thi đua cao điểm, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, quyết thắng và tặng giấy chứng nhận kèm theo phần thưởng cho 12 cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.